phân khu Shop Vinwonder thứ hai là thị trấn Great Cao, thị trấn Hy Lạp. Các anh chị có thể nhận thấy là tiến độ thi công của phân khu Great Cao vô cùng thần tốc. Sau lưng của Ngọc đây là ba tiểu khu Oyam Village, Cohen Village và Kazan. Mời các anh chị hãy cùng cập nhật tiến độ của những căn shop. Đến với tiểu khu Oyam Village, giai đoạn 1 bao gồm 46 căn, đã xong bê tông cốt thép, xây được 90% và chát được 60%. Thi công kết cấu thép mái được 80%, nhôm kính được 30% và sơn đã được 20%. Tháng 12 tới đây sẽ bắt đầu bàn giao cho các quý khách hàng. Giai đoạn 2 là Cochem Village, bao gồm 75 căn, lô 8 đã xong bê tông cốt thép, xong xây chát hoàn thiện, sơn bản được 75%, lát gạch được 50% và lát đá được 50%. Lô 11, 12, 14 đã xong bê tông cốt thép, xây được 80%, chát được 30%, nhôm kính được 10%. Lô 7 đã hoàn thành xong bê tông cốt thép, sàn tầng tum, bê tông sàn mái đang được lắp dựng cốt pha, cốt thép, xây dựng tầng 1 được 80%. Dự kiến lô 8 sẽ bắt đầu bàn giao trong tháng 10, kết thúc bàn giao vào tháng 11. Còn các lô còn lại của Cohen Village sẽ 30 tháng 12 được bàn giao. Giai đoạn 3, tiểu khu Kazan Village bao gồm 110 căn. Lô 10 xây dựng được 90%, chát được 60%, đã xong bê tông cốt thép. Lô 1, 2, 3, 4, 6, 9 đã xong bê tông sàn tầng tum, đang lắp dựng cốt pha, cốt thép sàn mái, xây tường tầng 1 được 90%. Lô 10 là ngày 12 tháng 11 bàn giao. Còn lô còn lại đầu tháng 12 bắt đầu bàn giao. 30 tháng 12 bàn giao xong. Thưa quý vị, Great Town của chúng ta bắt đầu xây dựng từ tháng 3 năm 2022. Nhưng dự tính tới cuối năm nay sẽ bàn giao. Tiến độ thi công vô cùng thần tốc. Công trường thao thức xuyên đêm và công nhân kỹ sư làm việc mẫn cán. Máy móc xây dựng hoạt động hết công suất. Tất cả là nhằm bàn giao các căn shop sớm nhất đến tay các chủ nhân tương lai để sớm đi vào hoạt động và sinh lời cho các nhà đầu tư. Và phân khu cuối cùng là Palmatown của Shop Vinwonder Phú Quốc cũng sắp được thi công với tốc độ thần tốc này. Tôi chắc chắn rằng Palmatown cũng sẽ sớm được hoàn thành, mang tới một nhịp đập giao thương sôi động cho Phú Quốc United Center, thay đổi diện mạo của Bắc Đảo và trục đường DT45 với hàng loạt dãy shop thương mại đẳng cấp và vô cùng tấp nập.